mình sẽ tán màu mắt từ phần mí mắt trước. Các bạn sẽ tán từ phần mí mắt này trước. Sau đấy thì chúng ta sẽ tán cho màu nhạt dần đi lên phía trên. Và màu mắt luôn luôn sẽ chỉ chạm đến điểm hốc mắt. Và chúng ta sẽ dừng lại nhé. Hốc mắt thì mọi người có thể xác định bằng cách là nhấn cây cọ ở đây, điểm này lõm. Đó, nó sẽ được tính là hốc mắt. Những con mắt này sẽ rất là phù hợp với những bạn có đôi mắt bị sưng mí hay là bị lồi, hoặc là những bạn thích theo phong cách makeup châu Âu. Chúng ta sẽ makeup tông màu này cũng như là kiểu mắt này. Từ nãy đến giờ mình mới chỉ sử dụng một màu duy nhất, chưa dùng đến màu thứ hai các bạn nhé. Quan trọng nhất trong kỹ thuật tản màu này đó chính là cách mà chúng ta tản màu không bị bết và không bị lem. Màu mắt sẽ luôn luôn đậm ở phần mí mắt và sẽ nhạt dần lên điểm hốc mắt. Rồi tiếp theo bây giờ mình sẽ sử dụng màu thứ hai, sẽ là một ghi đậm hơn. Và đậm hơn này chúng mình chỉ nhấn ở phần mí mắt thôi, không đưa màu lên trên. Tiếp tục đến màu thứ ba, sẽ là một màu ghi sáng. Với màu ghi sáng này chúng ta sẽ tán ở một phần ba con mắt. Đôi mắt giữa con mắt này chúng mình cần phải đưa màu mắt đậm hơn, vẫn là sử dụng màu ghi đậm nhất. Và sau đấy thì chúng ta sẽ nhấn sâu điểm đôi mắt xuống. Như mình đã chia sẻ lúc ban đầu, đây là con mắt sẽ rất là hợp với những khuôn mắt nhạt và những đôi mắt kém chiều sâu và không có độ lồi. Đôi mắt nếu như chúng ta có cọ nhỏ thì nên sử dụng cọ nhỏ, sẽ dễ làm hơn nhiều. Với con mắt này thì mình sẽ nhồi những phần mắt vào hơn một chút. Sau đó chúng mình mới kéo lên tay lên. Cái eyeliner của con mắt này sẽ dài hơn, nó sẽ tạo độ sắc sảo và làm cho chúng ta cảm thấy rằng là khuôn mắt của mình giống như khuôn mắt của người châu Âu. Ok. Sau khi mà chúng ta kẻ đuôi mắt lên rồi thì sẽ cho người mẫu nhìn xuống và chúng mình sẽ kẻ nối về. Như vậy sẽ dễ dàng hơn và khuôn mắt sẽ không bị chớp mắt. Quay lại. Chúng ta rất là cần tạo cho phần đuôi mắt được dài và sắc sảo hơn, khiến cho chúng ta luôn luôn có cảm giác rằng là đôi mắt của mình trở thành đôi mắt của người châu Âu, to và dài. Đừng thì chúng ta chớp mắt ra. Và đây là những màu mắt mà mình đã sử dụng cho đôi mắt này. Màu đầu tiên mình sử dụng ở chân mi là màu này. Màu tiếp theo sẽ là màu đậm hơn. Và màu ở đầu mắt thì mình pha hai màu này nha các bạn.